Kính thưa quý vị, ngôi trường tìm kiếm khôi phục lại di sản âm nhạc Mariachi của Mexico, tin từ Mexico City. Mexico đang tìm kiếm phô bày cho toàn thế giới nhìn thấy âm nhạc Mariachi thật sự được chơi như thế nào tại ngôi trường đầu tiên Olin Yolisli ở Plaza Garibaldi, một khu vực phổ biến trong giới du khách tại Mexico City. Ngôi trường vốn nhắm vào để chuyên nghiệp hóa cách hướng dẫn âm nhạc Mariachi sau khi thể loại nhạc này được sự nhìn nhận của Liên Hiệp Quốc, được tài trợ bởi chính quyền Mexico City qua Bộ Văn hóa. Dự án nói trên bắt đầu chuyển mình vào năm ngoái, nhưng học viện mới được chính thức mở cửa vào tháng 6 năm nay. 12 giảng sư âm nhạc từ Viện Đại học National Autonomous University of Mexico, gọi tắt là UNAM, dạy cho 86 học sinh, trong đó gồm 12 người là nữ giới, loại đàn vĩ cầm, thụ cầm, kèn và các dụng cụ mariachi truyền thống khác, dĩ nhiên là đàn guitar. Học sinh được giáo dục về lịch sử, lý thuyết, kỹ thuật của mariachi trong một khóa học 3 năm, tốt nghiệp là một chuyên viên kỹ thuật về giáo dục âm nhạc. Trong tương lai, ngôi trường này cũng hy vọng trở thành một trong trung tâm văn hóa, nơi những nhà nghiên cứu có thể học hỏi về thể loại nhạc mariachi và nơi học sinh có thể học nghệ thuật phổ nhạc.